Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chứng minh bất đẳng thức. Đối với câu này, chúng ta sẽ sử dụng bất đẳng thức Cauchy cho 4 số. Đó chính là x cộng y cộng z lớn hơn hoặc bằng 4 căn bậc 4 của x y z. Và tiếp theo chúng ta có 1 trên x cộng 1 trên x cộng 1 chia y cộng 1 chia z lớn hơn hoặc bằng 4 căn bậc 4 của 1 trên x y z. Bây giờ chúng ta lấy cục này nhân với lại cục này thì nó sẽ ra như thế này. Bốn nhân bốn là 16. Như vậy cái cục này chúng ta rút gọn thành số 1. Bây giờ chúng ta chia cục này cho hai vế để số 16 sang bên trái thì chúng ta sẽ có 1 trên 16 lớn hơn hoặc bằng 1 chia x cộng y cộng z. Mà cái cục này chính là 1 chia cho 2x cộng y cộng z, là đó chính là cái cục này. Bây giờ đối với cục này chúng ta sẽ có là 2 chia cho x. Chúng ta sẽ làm tương tự cho cục này và nó sẽ ra như thế này. Sau đó chúng ta cộng lại ba phương trình này thì nó sẽ ra như thế này. Chúng ta có 2 chia x, 1 chia x, 1 chia x, cộng lại chúng ta sẽ có 4 chia x. Chúng ta làm tương tự cho các cục khác. Số 4 chúng ta để ra ngoài. Chúng ta biết cục này đó chính là số 4 và chúng ta đã có kết quả cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.